Như đã hứa với các bạn, trong video này tôi sẽ nói về vấn đề cộng hưởng và giải thích sự hình thành tia laser từ quan điểm ánh sáng là song dọc. Sự đề cập này là tất yếu bởi trong thiết bị tạo laser không thể thiếu buồng cộng hưởng. Ví dụ, dễ thấy nhất trong hiện tượng cộng hưởng mà các sách giáo khoa về vật lý đưa ra là sự dao động của hai con lắc. Đây là dụng cụ trực quan mà tôi đã tạo ra để mô tả ví dụ này. Tôi cho một con lắc dao động và sau đó con lắc kia cũng dao động theo. Hiện tượng cộng hưởng có rất nhiều trong tự nhiên và trong cuộc sống. Tôi sẽ đưa ra đây một số cho các bạn xem, nhưng tôi muốn các bạn đi sâu hơn vào sự cộng hưởng của con lắc. Hai con lắc trong dụng cụ thí nghiệm cùng được buộc vào một sợi dây. Khi cho một con lắc dao động, con lắc kia cũng dao động theo. Chúng ta nói rằng đây là hiện tượng cộng hưởng. Nhưng hiện tượng này không xảy ra khi tôi thay đổi chiều dài dây treo của một trong hai con lắc. Tôi không thực hiện điều này tại đây để các bạn tự thực hiện và kiểm chứng. Hoặc treo chúng vào một cái xà cứng như tôi thực hiện bước thứ hai của thí nghiệm. Điều này chứng tỏ muốn có sự cộng hưởng cần có điều kiện. Đó là sự chuyển giao năng lượng và khả năng chuyển trạng thái khi chuyển giao và tiếp nhận năng lượng. Trong trường hợp hai con lắc trên đây, việc thay đổi chiều dài dây treo của con lắc tiếp nhận năng lượng sẽ làm mất khả năng chuyển trạng thái của nó, nên hiện tượng cộng hưởng không xảy ra, mặc dù nó vẫn còn tiếp nhận được năng lượng. Trong trường hợp buộc cả hai con lắc vào xà cứng, năng lượng không được chuyển qua lại giữa hai con lắc nên hiện tượng cộng hưởng cũng không xảy ra. Ví dụ thứ hai về hiện tượng cộng hưởng mà tôi muốn cho các bạn xem là một vận động viên đang nhảy cầu. Vận động viên thực hiện hai bước nhún. Bước thứ nhất nhằm tích lũy năng lượng cho cầu nhảy. Bước thứ hai kết hợp năng lượng giữa sức bật của bản thân vận động viên với sức bật của cầu làm cho độ cao nhảy lên của vận động viên cao hơn. Cách thức này cũng được thể hiện trong trò chơi nhảy trên bản nhún trong video này. Người chơi muốn nhảy cao hơn khả năng của mình cần thực hiện bước tích lũy năng lượng cho bạn và nhảy lên đúng lúc bạn bật lên. Tôi đưa thêm ví dụ nữa về hiện tượng cộng hưởng. Đó là tiết mục nhảy cầu bật của các diễn viên siếc. Một diễn viên đứng ở một đầu cầu bật đặt tiếp xúc với nền. Hai diễn viên nhảy từ trên bục cao xuống đầu kia của cầu bật. Dưới tác động của cơ chế đòn bẩy, đầu cầu bật đặt thấp bật lên làm cho diễn viên đứng trên đó bật cao lên. Chúng ta có thể suy luận hai khả năng. Nếu vận động viên đứng trên đầu cầu đặt thấp không kết hợp tự nhảy lên cùng với cầu bật thì độ cao của người đó sẽ chỉ tới một mức nào đó, mặc dù vẫn cao hơn so với khả năng của anh ta. Chúng ta gọi trường hợp này là cộng hưởng thụ động. Khả năng thứ hai là anh ta kết hợp tự nhảy lên cùng với sức bật của cầu bật. Sự kết hợp này sẽ cho độ cao nhảy lên của anh ta cao hơn, đây là hiện tượng cộng hưởng thụ động. Có một mặc định phổ biến trong giới vật lý cho rằng hiện tượng cộng hưởng chỉ xảy ra trong các dao động. Nhưng nếu chỉ xét trong nửa chu kỳ dao động đầu tiên, có nghĩa là chúng ta cắt bỏ phần dao động thì chúng ta sẽ thấy sự thay đổi trạng thái của con lắc thứ hai giống hoàn toàn với sự thay đổi trạng thái của vận động viên nhảy cầu bật bị động. Còn nếu xét từ chu kỳ thứ hai của dao động trở đi, chúng ta sẽ thấy năng lượng trong lần tiếp nhận trước nếu không bị mất đi do một nguyên nhân nào đó sẽ trở thành yếu tố chủ động làm cho sự thay đổi trạng thái diễn ra mạnh hơn. Việc tôi dẫn các bạn đi qua các ví dụ về cộng hưởng là để các bạn thoát khỏi sự hạn hẹp quan niệm về hiện tượng cộng hưởng hiện tại, giúp các bạn có tầm nhìn rộng hơn về các hiện tượng. Nếu chỉ xem xét bề ngoài hoặc hời hợt sẽ cho rằng chúng chẳng có mối liên hệ nào hay có những tính chất đặc điểm nào giống nhau. Hiện tượng cộng hưởng trong các dao động đơn giản chỉ là sự cộng hưởng nhiều lần, còn trong thực tế hiện tượng cộng hưởng một lần là không thể kể hết được. Quả bóng gôn bay đi khi bị cây gậy gôn đánh vào cũng là một sự cộng hưởng một lần. Tương tự, chơi quần vợt, chơi cầu lông là quá trình cộng hưởng, chơi bóng đá cũng vậy. Một định nghĩa đơn giản về hiện tượng cộng hưởng là sự thay đổi trạng thái đứng yên hay chuyển động của hai hay nhiều vật thể khi chúng tương tác chuyển giao năng lượng cho nhau. Định nghĩa này bao gồm tất cả các hạt như hạt ánh sáng. Quay trở lại giải thích cho sự hình thành tia laser, có một sự chưa rõ ràng trong cách giải thích hiện tại, đó là ở mức năng lượng cao, một số electron sẽ rơi ngẫu nhiên xuống mức năng lượng thấp, giải phóng hạt ánh sáng, được gọi là photon, như ở trên đã nêu. Tôi đã đưa ra câu hỏi về sự ngẫu nhiên này, và tôi muốn phân tích thêm bởi muốn phá vỡ sự cân bằng đã được thiết lập của một hệ thống, cần có một tác động từ bên ngoài. Khi các electron
hấp thụ năng lượng từ một kích thích nào đó, ví dụ như nung nóng một thỏi sắt, chúng sẽ chuyển từ quỹ đạo chuyển động gần hạt nhân đến quỹ đạo xa hơn để tạo sự cân bằng giữa sức hút của hạt nhân nguyên tử và động năng mới tác động lên các electron. Nếu không có các tác động từ bên ngoài như chênh lệch nhiệt độ chẳng hạn, động năng của electron không bị suy giảm thì không có chuyện một số electron rơi ngẫu nhiên xuống mức năng lượng thấp để giải phóng ánh sáng được. Và nếu nói rằng dùng hạt ánh sáng để kích thích electron giải phóng photon thì càng sai, bởi điều này đi ngược lại với định luật quang điện của Einstein. Định luật này xác định rằng ánh sáng làm cho các electron thoát ra ngoài, hay nói cách khác, chính các photon là nhân tố kích thích các electron di chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao và xa hơn, đó là thoát khỏi sức hút của hạt nhân nguyên tử để trở thành các electron tự do. Điều này cũng đồng thời giải thích sự tích điện trong các đám mây giông mùa hè. Ánh nắng chói chang của mùa hè đã làm cho các electron của các chất khí thoát ra thành các electron tự do và các ion dương. Quá trình này gọi là ion hóa. Các electron và ion được các phân tử nước trong các đám mây hấp thụ riêng biệt, tạo nên sự chênh lệch điện áp giữa các đám mây và mặt đất. Đến một mức chênh lệch nào đó, dòng điện được tạo ra dưới dạng tia sét. Như vậy, định luật quang điện và sự tích điện trong các đám mây đã chứng tỏ rằng khi các electron bị kích thích bởi các photon, chúng có xu hướng nhảy lên các mức năng lượng cao hơn hoặc thoát ra ngoài chứ không nhảy xuống mức năng lượng thấp. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là các photon đã cung cấp năng lượng cho các electron, làm cho động năng của chúng tăng lên, tốc độ di chuyển của chúng do đó cũng tăng. Và với tốc độ cao, chúng dễ dàng thoát khỏi sức hút của hạt nhân nguyên tử. Còn các photon, sau khi kích thích các electron, chúng sẽ bị mất năng lượng, động năng của chúng sẽ giảm và hướng di chuyển nếu có cũng sẽ thay đổi. Cơ chế kích thích tất nhiên là cơ chế va chạm. Cơ chế này có tính chất hai chiều, năng lượng có thể chuyển từ các electron sang các photon và ngược lại. Nói tóm lại, cách giải thích về sự hình thành tia laser hiện nay của các nhà vật lý là không thuyết phục, nếu không muốn nói là cách giải thích không đúng. Vậy cách giải thích nào là đúng? Muốn làm rõ điều này thì cần phải trả lời một loạt các câu hỏi. Câu hỏi đầu tiên, đó là tia laser hình thành trong hay ngoài buồng cộng hưởng. Nếu cho tia laser hình thành trong buồng cộng hưởng thì sẽ vấp phải câu hỏi mà tôi đã đưa ra là tại sao tia laser không phá hủy buồng cộng hưởng và thiết bị tạo ra nó. Việc buồng cộng hưởng và thiết bị không bị phá hoại bởi tia laser đã cho câu trả lời là tia laser không hình thành trong buồng cộng hưởng. Nhưng nếu tia laser hình thành bên ngoài buồng cộng hưởng thì sẽ phải trả lời câu hỏi tại sao tia laser không được tạo ra trong tự nhiên mà cần phải có thiết bị tạo ra chúng. Cơ chế nào để thiết bị tạo ra tia laser bên ngoài thiết bị, hay thiết bị tạo ra tia laser bằng cách nào? Sẽ không thể trả lời ngay câu hỏi này nếu không trả lời được câu hỏi sau có liên quan đến vật lý lượng tử. Đó là, có thực khi electron chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp sẽ giải phóng photon hay ngược lại? Nói cho dễ hiểu thì các electron tạo ra tia sáng vào khi nào? Khi chúng chuyển từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp, hay trong quá trình từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao, hoặc trong quá trình vận động trên quỹ đạo? Câu hỏi tiếp theo là, các electron chỉ giải phóng năng lượng, giải phóng một lượng tử năng lượng để các photon có sẵn bên ngoài electron hấp thụ, chuyển thành động năng và di chuyển tạo nên tia sáng, hoặc nhả ra một photon để tạo nên tia sáng? Trả lời cho câu hỏi này là cần thiết, bởi chúng ta không chỉ có một loại nguồn nuôi trong thiết bị tạo laser là ánh sáng, mà còn có nguồn nuôi là trường điện áp cao. Trường điện áp cao không phải là nguồn cung cấp photon mà chỉ là nguồn cung cấp năng lượng để các electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao. Nếu trường này duy trì liên tục sẽ không cho phép các electron trở về mức năng lượng thấp và do đó không thể phát ra photon. Ánh sáng không thể được tạo ra và không thể có tia laser. Thực tế, tia laser vẫn được tạo ra với buồng cộng hưởng là thạch anh và nguồn nuôi là điện áp cao. Vậy, thực tế quá trình này diễn ra như thế nào? Để trả lời cho các câu hỏi này, các bạn hãy liên tưởng đến việc nung nóng vào thỏi sắt. Nung nóng thỏi sắt thực chất là việc cung cấp cho các nguyên tử, các electron, hay nói rộng hơn là cung cấp cho mọi thành phần của thỏi sắt năng lượng dưới dạng nhiệt năng. Quá trình hấp thụ nhiệt năng làm cho các electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao. Sự chuyển dây này làm cho kích thước các nguyên tử lớn hơn, khiến cho thỏi sắt nở ra. Tiếp tục quá trình nung, thỏi sắt sẽ nóng đỏ lên, có nghĩa là nó đã phát sáng.
càng nung thì cường độ phát sáng của thỏi sắt càng mạnh. Khi đưa thỏi sắt ra ngoài lò nung, do chênh lệch nhiệt độ với môi trường mà thỏi sắt nguội dần. Đi cùng quá trình nguội là quá trình suy giảm cường độ phát sáng của thỏi sắt. Ví dụ này dẫn đến kết luận rằng năng lượng làm tăng động năng cho các electron và sự phát sáng xảy ra khi các electron tăng năng lượng chứ không phải là giảm năng lượng. Có nghĩa là các electron tạo ra tia sáng khi nó dịch chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao hoặc đang di chuyển trên quỹ đạo có mức năng lượng cao. Trong quá trình di chuyển từ mức thấp lên mức cao và trên quỹ đạo di chuyển mới, chúng va chạm với các photon, chuyển năng lượng cho các photon và do đó mất năng lượng này. Động năng của chúng suy giảm, không cân bằng được với lực hút của hạt nhân, nên chúng phải nhảy về các quỹ đạo có mức năng lượng thấp, hoàn toàn không có sự ngẫu nhiên nào làm cho chúng rơi xuống mức năng lượng thấp. Câu hỏi các electron tạo ra tia sáng như thế nào đã được trả lời một phần bởi các bạn có thể đặt câu hỏi này. Cái cách mà các electron tạo ra tia sáng là gì? Để có thể hiểu rõ hơn, các bạn hãy liên tưởng đến sự phản xạ ánh sáng của tôi đã nêu, bao gồm sự phản xạ ánh sáng của kim loại. Tuy có thể quá trình diễn ra là ngược nhau, nhưng quá trình các electron tạo ra tia sáng với quá trình phản xạ đều có điểm chung và là bản chất của hai quá trình này, đó là sự va chạm của các electron với các hạt ánh sáng. Các photon hấp thụ động năng từ các electron sẽ di chuyển nhanh tạo nên tia sáng. Nếu chúng không bị cản trở, chúng ta có phương thức di chuyển của ánh sáng dưới dạng hạt. Nếu chúng va chạm với các photon khác trên hướng di chuyển của chúng, chúng sẽ chuyển động năng mà chúng nhận được cho các photon này và do tác động của phản lực, chúng quay về vị trí cũ và có thể lại va chạm với các electron để tái diễn quá trình tạo ra ánh sáng. Còn các photon tiếp nhận động năng từ các photon trước đó cũng di chuyển và va chạm, chuyển động năng cho các photon kế tiếp, sóng ánh sáng được tạo ra và chúng ta có phương thức di chuyển của ánh sáng dưới dạng sóng dọc. Câu hỏi, cái cách để các electron tạo ra tia sáng là gì đã được trả lời. Và chúng ta thấy sự có mặt của hiện tượng cộng hưởng trong cách mà tia sáng được tạo ra tương tự như gậy gôn đập vào quả bóng gôn. Động năng của gậy gôn chuyển cho quả bóng gôn khiến cho quả bóng bay đi. Động năng càng lớn, bóng càng bay đi xa. Đồng thời cũng xuất hiện một phần trả lời cho câu hỏi. Các electron chỉ giải phóng năng lượng, giải phóng một lượng tử năng lượng để các photon có sẵn bên ngoài electron hấp thụ, chuyển thành động năng và di chuyển tạo nên tia sáng hoặc nhả ra một photon để tạo nên tia sáng. Các electron không nhả ra photon. Với những gì các bạn đã được học, được nghe, được tìm hiểu qua sách vở thì có thể các bạn không đồng ý với tôi câu trả lời này. Nhưng các bạn sẽ gặp rắc rối khi giải thích về việc tạo tia laser khi dùng nguồn nuôi không phải là ánh sáng. Với phần câu hỏi còn lại, câu trả lời sẽ là các electron không giải phóng năng lượng theo nghĩa tự giải phóng mà cần có một tương tác nào đó làm cho chúng bị mất năng lượng. Chúng có thể mất năng lượng cho các photon với một mức độ nào đó tùy theo từng trường hợp và mức cao nhất được gọi là một lượng tử năng lượng tương ứng với một vạch quang phổ khi các electron va chạm với các photon trên quỹ đạo của chúng. Điều này giải thích tại sao trong giải quang phổ do các chất tạo ra chỉ có một số vạch đặc trưng. Lưu ý rằng lượng tử năng lượng không phải là photon và cũng không phải là lượng tử ánh sáng, chúng chỉ là năng lượng. Tôi muốn nói thêm với các bạn điều này. Nếu các electron có thể ngẫu nhiên rơi từ mức năng lượng cao xuống mức năng lượng thấp và tạo ra ánh sáng thì sẽ có rất nhiều vật lấp lánh trong đêm tối và như vậy màn đêm sẽ bị xóa nhòa bởi sự tự phát sáng của vật chất. Có vẻ như tôi dẫn các bạn đi quá xa vấn đề đang cần giải quyết. Không sao đâu các bạn. Tôi làm vậy để cho các bạn thấy vấn đề này là phức tạp, cần có sự xem xét đầy đủ, kỹ lưỡng, không nóng vội, cầu thả, sơ sài được. Và không được áp đặt lối tư duy, lối suy luận sơ đẳng vào trong những vấn đề phức tạp được. Có như vậy chúng ta mới thấu hiểu được tự nhiên và tiếp cận được chân lý khoa học. Tôi vẫn chưa trả lời câu hỏi chính của vấn đề tại đây, mà muốn làm rõ một nghi vấn nữa. Đó là, có thể dùng một photon để kích thích electron phát ra một photon có cùng mức năng lượng, cùng pha và cùng hướng với photon kích thích hay không? Đây là một giải thích cho việc tạo ra tia laser mà các bạn đã được thấy trong phần đầu của video thứ 6. Nhận xét đầu tiên có thể đưa ra là điều này thể hiện mâu thuẫn trong cách giải thích về sự tạo thành tia laser của vật lý hiện nay. Cùng mức năng lượng như nhau mà có electron được ngẫu nhiên rơi xuống mức thấp để giải phóng photon, những electron khác lại cần có sự kích thích từ photon. Đã có ngẫu nhiên rơi xuống được thì có ngẫu nhiên nhảy lên không? Một câu hỏi nữa bổ sung cho nghi vấn này, đó là sẽ giải thích sự kích thích này như thế nào trong tạo tia laser hồng ngọc với nguồn nuôi là ánh sáng đến từ đèn neon khi tần số ánh sáng của nguồn nuôi
hay là nguồn photon kích thích không cùng tần số và chắc chắn là không cùng pha với tia laser được tạo ra. Các tia sáng mang năng lượng, chúng kích thích các electron và tương tác giữa các photon trong tia sáng với các electron cung cấp năng lượng cho các electron. Điều này đã được Einstein chỉ ra trong định luật công điện. Không có chuyện các photon kích thích các electron mà chúng không bị mất gì. Chúng bị mất năng lượng và năng lượng này được các electron hấp thụ và được gia tăng nồng năng, giúp cho các electron chuyển từ mức năng lượng thấp lên mức năng lượng cao nếu chúng hấp thụ đủ năng lượng. Nếu các photon mất hết năng lượng, chúng trở thành những kẻ có mặt gần các electron và sẵn sàng nhận lại năng lượng từ các electron qua tương tác để chuyển thành tia sáng. Và tần số mới của chúng sẽ thay đổi khi mức năng lượng mới mà chúng nhận được không như năng lượng đã có của chúng trước khi va chạm. Hướng di chuyển của chúng cũng thay đổi. Trở lại vấn đề tia laser được hình thành như thế nào khi chúng không hình thành trong buồng cộng hưởng. Khi tia laser không hình thành trong buồng cộng hưởng thì vai trò của buồng cộng hưởng là gì? Và điều gì xảy ra trong buồng cộng hưởng khi tia laser được tạo ra? Trước tiên, chúng ta hãy xem xét điều gì xảy ra trong buồng cộng hưởng khi tia laser được tạo ra. Chúng ta biết rằng, khi các electron trong nguyên tử của các chất hấp thụ năng lượng, động năng của chúng tăng lên, tốc độ di chuyển của chúng tăng và quỹ đạo của chúng cũng thay đổi. Năng lượng mà chúng tiếp nhận có thể là nhiệt, là ánh sáng. Và do chúng mang điện tích nên năng lượng của chúng cũng tăng giảm khi đặt chúng trong môi trường điện áp thay đổi. Sự tăng giảm này cũng dẫn đến thay đổi động năng, thay đổi tốc độ và quỹ đạo di chuyển. Kết quả của những quá trình vật lý này được áp dụng trong kỹ thuật như tạo ra điện từ ánh sáng, loa áp điện và cả tia laser mà chúng ta đang bàn đến. Các electron trong các chất dùng làm buồng cộng hưởng trong thiết bị tạo tia laser cũng tăng động năng khi chúng được cung cấp năng lượng, nhưng do liên kết điện từ giữa chúng nên chúng không được chuyển động tự do mà chỉ dao động tại một vị trí cân bằng được xác định trong liên kết. Sự dao động này đã dẫn đến sự khúc xạ và phân tích ánh sáng như tôi đã nói. Và sự liên kết điện từ giữa các electron không cho chúng chuyển động tự do đã làm nên một tính chất đặc biệt. Đó là tính trong suốt của nhiều chất hóa học. Và điều này cũng giải thích tại sao chỉ có một số chất được dùng làm buồng cộng hưởng. Do các electron có liên kết chặt chẽ với nhau nên chúng có thể chuyển năng lượng cho các nhau để chúng có thể dao động cùng tần số và cùng pha. Phương của dao động của từng electron được điều chỉnh dần theo phương ưu tiên là các phương có nhiều electron tham gia nhất. Và cái cách để tạo ra phương ưu tiên là dùng hai gương đặt đối diện để lán các photon kích theo một phương. Khi các electron đã đạt được trạng thái cùng tần số, cùng pha và cùng hướng và biên độ dao động đạt mức cao nhất, lớp electron ngoài cùng sẽ trở thành một cái mảng rung. Do tương tác giữa các electron mà mảng rung có thể hình thành phía bên ngoài gương hoặc lớp bảo vệ buồng cộng hưởng. Các photon tiếp xúc với bề mặt này phía ngoài buồng cộng hưởng sẽ bị đánh mạnh như là gậy gôn đánh vào bóng gôn bởi mảng rung và di chuyển với động năng do các electron cung cấp. Do di chuyển trong trường hạt photon nên các photon đầu tiên này không thể di chuyển xa mà chúng va chạm với các photon phía trước hướng di chuyển của chúng để chuyển ra năng lượng và quay lại để nhận năng lượng từ cái mảng rung electron với chu kỳ dao động tương ứng với chu kỳ dao động của các electron cung cấp năng lượng cho chúng. Điều này có vẻ giống như cái cách tạo ra tia sáng mà tôi đã nói ở phần trên. Sự thật là sự hình thành tia laser hoàn toàn giống với sự hình thành tia sáng từ thỏi sắt được nung đỏ. Đó là các electron bề mặt ngoài thỏi sắt tham gia vào việc tạo ra tia sáng. Sau khi mất năng lượng cho tia sáng, chúng lại được cung cấp năng lượng trở lại từ các electron bên trong với trường hợp thỏi sắt ở làng nguội. Các electron bên trong cũng có thể tạo ra tia sáng khi trường photon xâm nhập đến chúng. Sự khác nhau giữa việc tạo ra tia laser và ánh sáng từ thỏi sắt thể hiện ở chỗ các electron trong buồng cộng hưởng dao động có hướng nên tia laser được hiệp định hướng. Còn trong thỏi sắt, các electron chuyển động theo các hướng khác nhau nên tia sáng tỏa ra mọi hướng. Và chúng khác nhau ở chỗ chuyển động của các electron trong buồng cộng hưởng là đồng nhất nên chúng có thể cung cấp một động năng lớn cho các photon, khiến cho biên độ dao động của các photon tăng lên rất nhiều để truyền tải được dòng năng lượng cực lớn mà không làm tăng tần số. Còn trong thỏi sắt, các electron chỉ có năng lượng tối đa khi di chuyển trên một bậc năng lượng nên chúng chỉ chuyển giao năng lượng giới hạn cho các photon. Tia sáng được tạo ra từ thỏi sắt có thể cùng tần số với tia laser nhưng năng lượng thì thấp hơn rất nhiều lần. Nếu muốn so sánh cách tạo ra tia laser hồng ngọc với nguồn nuôi là ánh sáng để hiểu rõ hơn nguyên lý tạo ra tia laser, các bạn có thể so sánh với màn trình diễn của các diễn viên xiếc nhảy cầu vật mà tôi đã cho các bạn xem. Các photon là các diễn viên, còn buồng cộng hưởng
là cầu vật. Một diễn viên sinh vật cao khi nhận tác động từ hai vận động viên nhảy xuống từ độ cao thấp thông qua cầu vật. Động năng của hai người nhìn truyền cho một người khiến người này bật cao hơn so với khi chỉ có một người truyền năng lượng. Một photon trong tia laser sẽ nhận được năng lượng từ nhiều photon trong ánh sáng của nguồn nuôi thông qua bộ cộng hưởng, khiến năng lượng của nó tăng lên mức rất cao như chúng ta đã thấy. Câu hỏi tại sao tia laser lại có mức năng lượng cao đã được trả lời. Đồng thời, câu hỏi tại sao hiệu suất của thiết bị tạo tia laser hiện nay là thấp, bởi không phải tất cả các photon trong nguồn nuôi tham gia vào việc cung cấp động năng cho các photon trong tia laser khi những photon này không tương tác với các electron của vùng cộng hưởng. Thậm chí, một số trong đó còn tương tác ngược làm triệt tiêu một phần năng lượng của các electron này. Điều này cũng giải thích tại sao tôi nghi ngờ sự đúng đắn của cái tên khuếch đạt ánh sáng bằng phát xạ kích thích. Chúng ta còn thấy sự giống nhau giữa việc tạo tia laser từ thạch anh có nguồn nuôi là điện áp cao với việc tạo ra âm thanh từ loa điện áp điện. Đúng vậy, bởi loa áp điện dùng điện áp biến đổi đạt lên tấm thạch anh để tạo ra các âm thanh có tần số khác nhau, và chúng ta có chiếc loa mỏng gọn dùng trong điện thoại thông minh. Nguyên lý chung tạo ra laser và âm thanh từ thạch anh giống nhau một lần nữa chứng minh rằng ánh sáng là sóng dọc. Các photon là các cấu trúc vật chất tồn tại độc lập. Chúng hấp thụ và giải phóng năng lượng như các cấu trúc vật chất khác. Chúng không phải là năng lượng chuyển hóa thành. Chúng không phải là lượng tử năng lượng và chúng có thể mang các mức năng lượng khác nhau. Chúng có tỷ trọng lớn để hấp thụ được rất nhiều năng lượng. Chúng có khối lượng cả trong lúc dừng. Chúng có mặt khắp mọi nơi trong vũ trụ và có thể trong các nguyên tử vật chất. Chúng là loại hạt quan trọng nhất trong vũ trụ này. Đến đây tôi cho rằng tự các bạn đã tìm ra đáp án cho các câu trả hỏi ở trên. Tôi có thể giải thích cặn kẽ hơn nữa, nhưng tôi cho rằng sẽ tốt hơn nếu các bạn tự đặt ra các nghi vấn rồi tự tìm kiếm cách giải đáp. Khi các bạn tự tìm kiếm được cách giải đáp thì niềm vui và hạnh phúc sẽ đến với các bạn. Thật không phải khi tôi lôi kéo các bạn vào những rắc rối của khoa học, nhưng đây là con đường mà khoa học phải trải qua để đến với chân lý. Vì sự phát triển và cuộc sống tốt đẹp hơn cho loài người, chúng ta phải tìm hiểu tường tận tự nhiên, sử dụng một cách khéo léo và hạn chế tối đa tác hại của sức mạnh tự nhiên cho cuộc sống của chúng ta. Khoa học đã đem lại sự phồn thịnh cho con người, nhưng một sai lầm của khoa học cũng có thể gây ra tác hại to lớn. Trách nhiệm của tôi, của các bạn không chỉ là tìm tòi, khám phá bí ẩn của tự nhiên, mà còn đưa ra những giải thích, những chỉ dẫn và phổ biến những khám phá đó. Đồng thời, cũng xem xét, đánh giá tính đúng đắn của những giải thích, những chỉ dẫn khoa học đã có để khoa học hoàn thiện hơn. Tôi nói những điều này chưa phải đã kết thúc việc minh chứng ánh sáng là sóng dọc của tôi, vì còn có những điều về ánh sáng phải nói đến. Hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo và cảm ơn các bạn đã ủng hộ tôi trong công việc lớn lao này. Hãy đăng ký để sớm được theo dõi video tiếp theo.